Hello mọi người, hôm nay bác sĩ sẽ nói về cách điều trị và xử lý một làn da bị đỏ do điều trị sai. Thì thật ra trong điều trị á, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải điều trị được hết những cái vấn đề về da. Ví dụ như có nám thì điều trị nám, mụn thì chúng ta sẽ phải xử lý mụn. Nhưng mà quan trọng là sau khi chúng ta điều trị xong, tương lai chúng ta trả cái làn da ra cho bệnh nhân như thế nào? Đó là một cái việc mà rất là quan trọng mà các bác sĩ da liễu cần phải làm. Thì đối với việc điều trị nám, thì nếu như chúng ta điều trị không đúng, thì sau khi chúng ta điều trị hết cái nám rồi, nhưng mà chúng ta trả làn da ra cho bệnh nhân, lúc nào người ta cũng sẽ bị đỏ, đi nắng cũng sẽ bị ẩn đỏ, hoặc là chỉ cần làm bếp chút xíu là mặt đỏ ké lên. Thì đó là những cái việc mà làn da rất là yếu. Và để phục hồi cái làn da đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra xem làn da đó có bị tăng sinh mạch máu hay không. Và đa số tất cả những cái nghiên cứu người ta đã thống kê là những cái ca điều trị sai thì đa số là sẽ bị tăng sinh nội mô mạch máu, tăng sinh hệ mạch máu động mạch và tĩnh mạch bất thường ở trên bề mặt da, hay chúng ta gọi là mao mạch nổi. Thì nếu như khi chúng ta gặp những cái trường hợp mà tăng sinh giống như vậy, đầu tiên nếu như mà ở những cái phòng khám lớn thì chúng ta có thể đến những cái nơi mà nó có trang bị hệ thống laser, nhất là laser đồng ánh sáng kép. Để làm chi? Để làm dịu cái tình trạng da lúc đó. Và cái tia laser này nó sẽ không có gây tổn thương thêm, không gây tăng sinh những mạch máu thêm, hoặc là không có gây ra phỏng, hoặc là những cái loại laser mà không sinh nhiệt. Đó là những cái loại mà laser mà chúng ta có thể sử dụng được. Hoặc là nếu như chúng ta không có điều kiện ở gần những cái phòng khám có được trang bị hệ thống laser tốt cho cái việc xử lý lành thương, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc bôi làm dịu da, ví dụ như Manuka nè, hoặc là những cái Vaseline, hoặc là những cái kem bôi, hoặc là thuốc bôi như là Tarolimus, chúng ta cũng có thể sử dụng để cho nó phục hồi được cái hàng rào da tốt hơn. Đó là vài chia sẻ của bác sĩ. Thì hy vọng là việc đầu tiên mấy bạn sẽ phải chọn được đúng cái cơ sở điều trị khi mà chúng ta bắt đầu quyết định điều trị nám. Còn nếu như chúng ta lỡ rồi, chúng ta đã điều trị nám không đúng, thì chúng ta sẽ phải chọn cái đơn vị phục hồi nám tốt nhất. Với sự tư vấn của bác sĩ thì bác sĩ vẫn khuyến khích mấy bạn nên sử dụng những loại laser mà không có tổn thương xâm lấn thêm trong giai đoạn phục hồi. Và nhớ là đối với những cái trường hợp mà mạch máu đang tăng sinh thì chúng ta không nên làm những loại laser có bước sóng là 1064 nha, nhất là dạng Q-squid hoặc là những cái dạng laser trẻ hóa bắn bằng xung của bước sóng 1064, mấy bạn nhớ nha. Nếu như bạn nào thích những gì bác sĩ chia sẻ, mấy bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của bác sĩ nha. Bye bye.